xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình của kênh vn youtuber thưa quý vị từ lâu nhân vật tạ đình đề đã được huyền thoại hóa trong dân gian như một điệp viên tài giỏi nhà thơ bút tre từng có câu thơ về tạ đình đề rằng hoan hô anh tạ đình đề trước đi theo giặc giờ về theo ta những theo dệt ly kỳ về tạ đình đề thì nhiều nhưng cuộc đời thật sự của nhân vật này thì lại không có nhiều người biết trong chương trình hôm nay tôi xin thử vẽ lại chân dung của nhân vật này nói về tạ đình đề có lẽ một giai thoại phổ biến nhất là chuyện ông được tình báo mỹ cử đi ám sát bác hồ rồi được bác hồ cảm hóa người ta theo dệt nó như thế này hôm ấy bác đã ngồi vào bàn ăn cơm nhưng chưa dùng vội mà quay sang nói với đồng chí bảo vệ thật to rằng cho bác xin thêm đôi đũa và cái bát vì hôm nay bác có khách đồng chí bảo vệ mang bát đũa đặt lên bàn rồi hỏi thưa bác sao khách vẫn chưa đến hả à? bác điềm nhiên trả lời vị khách đã đến lâu rồi nhưng các chú không biết để tiếp đón đấy thôi rồi bác hướng mắt về phía buồng ngủ nói to xin mời chú tạ đình đề xuống sơi cơm với bác không có tiếng trả lời bác lại nói tiếp bác và cả nhà đang chở chú xuống dùng cơm nhưng chú lại phi thân sang mái phòng khách rồi bỗng nhanh như chớp một người từ tầng hai nhảy xuống đất lách nhanh vào phòng ăn và đứng ngay trước mặt bác. Các chiến sĩ bảo vệ rút súng thủ thế, sẵn sàng đối phó để bảo vệ bác. Nhưng bác khoát tay rồi mỉm cười thân thiện với vị khách đặc biệt. Trông chú dạo này già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy và đen hơn lúc mới ra trường. Chắc chú vất vả lắm. Nhìn ánh mắt nhân từ bao dung của bác, vị khách lễ phép đáp. Thưa bác, trước hết cháu xin bày tỏ lòng khâm phục của cháu đối với bác cháu xin hứa chấm dứt công việc của địch giao cho và xin phục tùng dưới sự điều hành sai bảo của bác bác hồ đặt hai tay lên hai vai của tạ đình đề lay nhẹ nói nhỏ bác hiểu bác tin vào sự chân thành của chú và đồng ý nhận chú làm việc giúp bác rồi người ta kết luận rằng từ một kẻ đi ám sát tạ đình đề trở thành người cận vệ trung thành của bác hồ một trường hợp đổi vai thật kỳ diệu trong lịch sử nước ta và sau đó người ta theo dệt thêm chiến tích bảo vệ bác hồ của tạ đình đề trong vai trò bảo vệ bác như sau vào một buổi tối văn công biểu diễn tại nhà hát tạ đình đề đi bảo vệ bác màn sân khấu từ từ mở một nữ ca sĩ kiểu diễm bước ra cúi chào các quý khách trong khi cúi chào đôi mắt người ca sĩ này nhìn đăm đăm vào chỗ bác hồ ngồi cử chỉ ấy không tránh khỏi ánh mắt theo dõi của tạ đình đề tự nhiên Ông đưa tay vào túi rút súng lên đạn. Cũng rất bất ngờ, ông đứng bật dậy, chĩa súng, bắn vào nữ diễn viên kiểu diễm kia. Ả à, gục xuống ngay trên sân khấu. Cuộc biểu diễn tạm dừng. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện một cục thạch anh và một khẩu súng nhỏ xíu được giấu trong người Ả. À. Đây là một điệp viên được bọn địch cử vào để ám sát bác Hồ. Thưa quý vị! Câu chuyện ly kỳ này được nhiều trang mạng và fanpage Facebook sao chép của nhau. Có lẽ nó đã làm rất nhiều người nghe sướng tai khi nó mô tả tạ đình đề như những hiệp khách trong phim trưởng Hồng Kông khi có thể phi thiềm tấu bích. Còn bác Hồ thì như cao thủ võ lâm hạng nhất có thể nhìn thấu tường vách hoặc là nghe được hơi thở của kẻ đang rình rập định ám hại mình. Rồi chuyện tạ đình đề rút súng bắn nữ ca sĩ ngay khi người ta chưa có biểu hiện gì gây hại cho mục tiêu bảo vệ của mình cũng là một hành động vô lý trong nghề cận vệ và tất nhiên là vì đây chỉ là chuyện theo diệt hư cấu thì làm sao trách được là nó vô lý vậy nhân vật tại đình đề trong thực tế là người ra sao ông đề sinh ngày 8 tháng 8 năm 1917 tại xã Tam Hưng, Thanh Oai, tỉnh Hà Đông sau là tỉnh Hà Tây rồi nay huyện Thanh Oai thuộc về thành phố Hà Nội gia đình ông đề có truyền thống yêu nước đã tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục năm 1935, ông đề sang Trung Quốc làm công nhân xe lửa ở ga Côn Minh. Ông đã đến với cách mạng từ sớm và việc ông theo học quân sự tham gia tình báo là được Việt Minh chỉ thị, chứ không phải trước đi theo giặc sau về theo ta như câu thơ của Bút Tre. Theo lời chính ông Tạ Đình đề kể và được tiến sĩ Dương Thanh biểu, nguyên viện phó, viện kiểm sát nhân dân tối cao chép trong cuốn sách Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời, thì câu chuyện thực tế về giai đoạn này như sau. Trong khi làm công nhân công ty hỏa xa Vân Nam, vì ông đề nóng giận, dùng xẻng đánh cho tên đốc công người Pháp một trận như tử vì tội khinh rẻ và ăn hiếp người làm thuê nên ông bị sa thải. Đang bơ vơ sau khi bị mất việc làm thì ông đề gặp người của tổ chức Hội Ái hữu Cứu quốc và được tổ chức này giáo dục về lý tưởng và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trước họa xâm lăng của Pháp. Ông đề kể rằng: Thời gian ở Vân Nam có một kỷ niệm cứ theo tôi suốt cả cuộc đời trong thời gian khó này bác hồ có tên là lý thụy cũng có mặt tại đây để lãnh đạo phong trào cách mạng những thanh niên nhiệt huyết như chúng tôi được phân công bảo vệ bác hồ và các đồng chí lãnh đạo khác bọn mật thám đánh hơi được nhà cách mạng lý thụy có mặt tại vân nam nên chúng đã xây dựng các phương án đối phó lúc đó chúng tôi rất khoái và buồn cười khi nghe bọn mật thám pháp và bọn việt gian lo sợ các chiến sĩ cách mạng rồi truyền tụng với nhau rằng các chiến sĩ bảo vệ lý thụy có tài xuất quỷ nhập thần, có tài bắn súng cả ngày lẫn đêm, bắn đầu chúng đấy, nên bọn chúng rất sợ hãi, không thể nào tiếp cận được mục tiêu. Đến năm 1941, khi đang làm bảo vệ cho đồng chí Lý Thụy, thì tại Đình Đề được tổ chức chỉ thị cho đi học quân sự ở phân hiệu Liễu Châu của trường quân sự Hoàng Phố của quân đội tưởng Giới Thạch. Tổ chức phân công tại Đình Đề đi học tình báo vì xét thấy ông có khiếu thích hợp với nghề này. Khóa học này kéo dài 2 năm và được trang bị đầy đủ các kiến thức về kỹ thuật và chiến thuật tình báo như phương pháp nắm tình hình, những việc cần làm và cần tránh của người tình báo, lại được học cả về cấu tạo và cách phá hủy máy bay, tàu thủy, xe tăng cùng các nghệ thuật ngoại giao, bồi bếp, cách tiếp cận mục tiêu. Kết thúc khóa học 2 năm này, Tạ Đình Đề đã tốt nghiệp xuất sắc, đặc biệt về môn bắn súng, ông đã đạt khá giỏi trong mọi khoa mục từ bắn ngày, bắn đêm, bắn di động sau khóa học ở trường quân sự của tưởng tổ chức lại cử tạ đình đề đi học lớp tình báo của mỹ tạ đình đề kể rằng khi nhận nhiệm vụ này ông đã suy nghĩ nhiều tại sao lại đi làm cho tụi mỹ để làm gì cách mạng đoàn thể thiếu gì việc mà lại giao cho mình việc này lúc tổ chức giao nhiệm vụ này bác hồ khi đó mang bí danh lý thụy cũng có mặt và đã nói đại ý rằng làm gì thì làm miễn là chú trung thành tuyệt đối với đoàn thể với cách mạng sau khóa học Tạ Đình Đề và một người Mỹ Lai Trung Quốc tên là Hampli Ho được thả dù xuống Huế để điều tra tình báo về quân Nhật trên đất Việt Nam và báo tin về cho quân Đồng Minh. Công việc đang tiến triển thì người liên lạc của Tạ Đình Đề bị bắt cho nên Tạ Đình Đề đã tìm cách bắt liên lạc với người của cách mạng Việt Nam và từ Huế trở về huyện nhà tham gia cấp chính quyền ở Thanh Oai. Thưa quý vị, qua những thông tin vừa rồi đã xác thực rằng Tạ Đình Đề vốn đã là người của cách mạng, đã gặp Bác Hồ từ trước năm 41 khi người còn mang bí danh Lý Thụy hoạt động bên đất Trung Quốc. Và ông Đề đã làm công việc bảo vệ Lý Thụy từ những ngày đó trước cả khi ông được cử đi học tình báo và hoạt động tình báo phục vụ quân đồng minh chống Nhật. Do đó câu ca rằng Tạ Đình Đề trước đi theo giặc giờ về theo ta tuy vẫn là hay là vần nhưng lại hoàn toàn là sai sự thực. Và do đó tất nhiên cái chuyện Tạ Đình Đề được tình báo nước ngoài sai đến ám sát Bác Hồ rồi mới được bác cảm hóa chỉ là chuyện hư cấu. Vì rằng ông Đề đã là cận vệ của bác từ khi còn chưa được học về nghề tình báo. Vậy thì vì đâu lại có những huyền thoại về tạ đình đề? Thực ra những huyền thoại theo dệt về tạ đình đề cũng là xuất phát từ những hành động có tính chất anh hùng khí phách của ông ở giai đoạn ông làm công tác tình báo trong kháng chiến chống Pháp. Vẫn theo cuốn sách của tiến sĩ Dương Thanh Biểu mà tôi đã nêu tên lúc trước, thì đầu năm 46, ông đề được điều sang ban tình báo liên khu 2, đội trưởng đội biệt động thành Hà Nội. Trong thời gian này, một số hoạt động của Tạ Đình Đề đã gây tiếng vang rộng rãi. Ví dụ như việc ông chỉ đạo lưới tình báo của mình theo sát và đoán lõng bắt sống một nữ điệp viên của Pháp giả danh là người đi buôn thuốc nam định thâm nhập vào vùng tự do để hoạt động gián điệp. Hay như khi quân Pháp từ Vân Nam Trung Quốc tràn xuống Bắc Lào chiếm Lai Châu Điện Biên làm bàn đạp tấn công Hòa Bình Sơn La, bộ đội Tây Tiến hình thành để đối phó. Tạ Đình Đề là phó ban tình báo khu 2. Trong trận dốc đẹp, quân Tây Tiến đối đầu với quân Pháp. Tạ Đình Đề được Thượng tướng Hoàng Minh Thảo miêu tả là một mình Tạ Đình Đề như con sư tử trên đỉnh dốc chiến đấu, buộc địch phải co cụm về trường sại. Sau trận này, ông Đề được điều động về làm phó ban tình báo liên khu 3 do tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh. Tướng Hoàng Minh Thảo nhận xét rằng Tạ Đình Đề là người nhiệt huyết trong hoạt động tình báo lại yêu ghét theo kiểu lục vân tiên nên những việc làm của anh được nhân dân yêu thích và truyền tụng huyền thoại về anh cũng một phần do nhân dân ta khát vọng anh hùng khát vọng yêu nước thương dân nên đã truyền tụng cho nhau nghe những câu chuyện đó nhưng cũng một phần do chính bọn lính pháp và ngụy quân trong thời tạm chiếm vì nơm nớp lo sợ nên theo dệt nên những huyền thoại xuất quỷ nhập thần đến mức bọn pháp và bọn ngụy quân ở hà nội và khu ba tưởng chừng như lúc nào ông đề cũng có mặt giám sát hành động của chúng. Lời nhận xét này của tướng Hoàng Minh Thảo được một cựu lính bảo an thời chống Pháp gián tiếp xác nhận qua câu chuyện của anh ta. Cuốn sách của tiến sĩ Dương Thanh Biểu được mở đầu bằng câu chuyện rằng sau ngày miền Nam giải phóng, tại Đình Đề có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh chơi thăm con cháu bẻ bạn. Một hôm, ông cùng một người bạn già cũng là một bạn chiến đấu trong đội biệt động thành Hà Nội năm xưa thuê một xích lô dạo chơi ven bờ sông Sài Gòn trong câu chuyện hai người ôn lại chuyện xưa chỉ gọi nhau bằng bí danh nhưng giữa chừng người đạp xích lô nhảy xuống chắp tay hỏi thưa hai chú có phải một trong hai chú là tạ đình đề không ông đề hỏi sao anh ở sài gòn mà lại biết ông thì người đạp xích lô trả lời rằng cháu vừa đạp xích lô vừa nghe hai chú trò chuyện nghe chuyện hai chú kể linh cảm cháu nhận ra một trong hai chú rất giống hình ảnh ông đề thời hà nội bị pháp tạm chiếm thời kỳ năm 47 đến năm 49, cháu đang là học sinh ở Hà Nội. Năm năm ba, cháu chưa đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn bị bắt đi lính bảo an, bảo chính đoàn cho Pháp. Lúc đó bọn cháu, thằng lính nào cũng thích kể cho nhau nghe về chuyện ông đề. Chuyện rằng ông ấy có tài xuất quỷ nhập thần, hai tay cầm hai khẩu súng van T-55 bắn đầu chúng đó. Vậy mà trong bọn lính chúng cháu, có đứa đi bảo vệ tên quan hai người Pháp, trong chớp mắt bị ông đề như trên trời nhảy xuống bấm huyệt, làm cho nó không nói được. Ông ấy bảo, cho tạ đình đề mượn chiếc áo và súng đi nhé. Thằng lính bảo vệ như bị thôi miên, mất hết hồn vía, ngoan ngoãn cởi áo và súng đưa cho tạ đình đề. Vừa nói, ông đề vừa khoác trang phục lính ngụy, dạo bước đến gần tên quan hai, ghé tai nói bằng tiếng Pháp, ra lệnh cho hắn chỉ huy toan lính đi thẳng. Còn tên quan hai người Pháp cùng ông đề rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ rồi biến mất tăm. Bọn lính chúng cháu và có cả bọn lính Tây nữa rất thích nghe những chuyện về ông Đề. Cũng thật lạ, khi nghe những chuyện về ông, bọn lính chúng cháu vừa phục vừa sợ sệt, khiếp vía, nhưng thằng nào cũng thích nghe. Các bạn thân mến, trên đây tôi đã trình bày một vài nét về nhân vật tại Đình Đề đi từ huyền thoại đến hiện thực. Nhưng câu chuyện về người anh hùng này chưa kết thúc. Sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc, ông Đề được điều sang công tác ở Tổng cục Đường sắt và từ đây lại bắt đầu một thời kỳ bi tráng cho cuộc đời ông khi vướng phải oan khiên trong một vụ án kéo dài và nổi tiếng trong lịch sử pháp đình Việt Nam. Câu chuyện này không thể nào nói hết trong một chương trình. Trong vài ngày tới, tôi sẽ đọc toàn bộ cuốn sách Tạ Đình Đề, Những Góc Khuất Cuộc Đời của tiến sĩ Dương Thanh Biểu trên kênh VN Youtuber Đọc truyện để quý vị nào quan tâm có thể theo dõi, hiểu thêm về nhân vật huyền thoại này. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại